Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 8 tháng 5 đã thiêu rụi nhiều khu vực của dãy núi Ural của Nga, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa. Theo hãng tin TASS của Nga, hỏa hoạn đã lan rộng ra khu vực phía nam của tỉnh Kurgan, gần biên giới với Kazakhstan. Ngoài những nạn nhân thiệt mạng, còn có 16 người bị thương do hỏa hoạn. Chính quyền Kurgan đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ việc này. Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov cho biết, đến nay đám cháy không còn tiềm ẩn rủi ro đe dọa cuộc sống trong khu vực, đồng thời khẳng định nhà chức trách sẽ đảm bảo hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do vụ hỏa hoạn. Ngày hôm nay, ngày 9 tháng 5, kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít, 9 tháng 5 năm 1945, 9 tháng 5 năm 2023. Những căng thẳng mới giữa Nga và Ukraine xung quanh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào những ngày đầu tháng 5 khiến giới chức Nga không thể không lo ngại về an ninh trong dịp kỷ niệm này. Và để chuẩn bị cho lễ duyệt binh chuẩn bị diễn ra tại Quảng trường Đỏ thủ đô Moscow, Nga đã tăng cường nghiêm ngặt các biện pháp an ninh. Theo chính quyền thủ đô Moscow, hơn 20.000 nhân viên an ninh, lực lượng cảnh sát, lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động để đảm bảo an toàn trong dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay ở thủ đô. Mọi địa điểm đông người đều được kiểm tra bởi các đơn vị kỹ thuật đặc công và chó nghiệp vụ. Lực lượng an ninh Nga cũng tăng cường kiểm soát các cơ sở có khả năng hiện diện những người cư trú bất hợp pháp hoặc lưu trữ các mặt hàng bị cấm. Đặc biệt được chú ý là công tác an ninh tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Quảng trường Đỏ đã được đóng cửa, không đón du khách trong 2 tuần. Ngay sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin vào rạng sáng ngày 3 tháng 5, chính quyền Moscow đã ban hành lệnh cấm các phương tiện bay không người lái bay qua thành phố, ngoại trừ những phương tiện cần thiết cho nhu cầu quốc gia. Trước đó, Nga đã đưa ra cảnh báo nguy cơ khủng bố ở mức cao, màu vàng, tại 6 khu vực gần biên giới với Ukraine. Nhiều thành phố, phần lớn ở khu vực phía Nam và Tây Nam, đã hủy bỏ kế hoạch duyệt binh. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình vào ngày 14 tháng 5 tới tại Bruxelles của Bỉ. Cuộc gặp này diễn ra theo sáng kiến của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Nguồn tin cho biết Chủ tịch Michel sẽ chủ trì cuộc gặp giữa Thủ tướng Pashinyan và Tổng thống Aliyev. Các cuộc đàm phán được lên kế hoạch vào ngày 13 đến 14 tháng 5, nhưng chương trình nghị sự vẫn chưa được chốt chính thức. Theo giới quan sát, cuộc gặp là một phần trong nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan, là động thái nối lại các cuộc gặp ba bên và là diễn biến mới nhất sau các cuộc đàm phán hòa bình quan trọng và tích cực tại Washington, Mỹ vào tuần trước, do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken làm trung gian. Những lời kêu gọi về một thỏa thuận hòa bình lâu dài đã tăng lên sau một loạt các cuộc đụng độ bạo lực gần đây dọc biên giới chung giữa hai nước, chỉ 2 năm rưỡi sau cuộc chiến đẫm máu ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, khiến hàng nghìn binh sĩ Armenia và Azerbaijan thiệt mạng. Vấn đề toàn vẹn lãnh thổ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình đàm phán vào tháng trước. Yerevan sẵn sàng chấp nhận chủ quyền của Azerbaijan đối với Nagorno-Karabakh. Các bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc và Pakistan đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, cho rằng hoạt động này nên được tách ra khỏi những cân nhắc chính trị. Bên cạnh đó, tuyên bố chung cũng kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Afghanistan để tạo cơ hội phát triển kinh tế và thịnh vượng cho đất nước này. Viện trợ cho Afghanistan sẽ giảm mạnh trong năm nay do các nước tài trợ phản đối những hạn chế mà chính quyền Taliban áp đặt đối với nhân viên viện trợ nữ và cố gắng đối phó với sự gia tăng các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới. Vào tuần trước, Liên Hợp Quốc cho biết tổ chức này sẽ tiếp tục không triển khai nhân viên tới Afghanistan sau khi chính quyền tại Kabul bắt đầu áp đặt lệnh cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho cơ quan quốc tế này. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc vào năm ngoái với gần 1,2 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2023, Mỹ là nhà tài trợ nhiều nhất với 75 triệu đô la Mỹ. Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc khuyến cáo nền kinh tế Afghanistan sẽ gặp rủi ro nếu viện trợ tiếp tục cạn kiệt. Một dự luật cho phép giới chức của Singapore gỡ bỏ các ứng dụng vừa được trình lên Quốc hội nước này nhằm cung cấp cho cảnh sát nhiều quyền hạn để chống lại tội phạm và các vụ lừa đảo trực tuyến. Nếu được thông qua, luật về tội phạm trực tuyến có thể buộc các kho ứng dụng gỡ ứng dụng ở Singapore, cũng như yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến vô hiệu hóa nội dung được chỉ định. Theo Bộ Nội vụ Singapore, cảnh sát có thể đưa ra yêu cầu trên khi đủ cơ sở nghi ngờ có hành vi phạm tội trực tuyến. Cơ quan này khẳng định cần có cách tiếp cận chủ động để ngăn chặn mức độ và tốc độ của các tội phạm.
Dự luật trên có khả năng được Quốc hội Singapore thông qua, tương tự hầu hết các luật nghiêm ngặt khác đã được đề xuất tại nước này. Vào năm ngoái, thì Singapore đã ghi nhận hơn 33.600 vụ lừa đảo và phạm tội trực tuyến, tăng 25,2% so với năm 2021. Mỹ sẽ chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 vào ngày 11 tháng 5 này. Quyết định trên được Mỹ đưa ra trong bối cảnh ngày 5 tháng 5, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này. Tình trạng khẩn cấp do COVID-19 lần đầu tiên được Mỹ đưa ra cách đây hơn 3 năm nhằm cung cấp kinh phí và nguồn lực chống đại dịch toàn cầu này. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần gia hạn tình trạng khẩn cấp này. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã đưa ra một lộ trình để từng bước chuyển đổi, tiến tới chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Người dân có thể vẫn được tiêm miễn phí vaccine ngừa COVID-19 ít nhất cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2024, nhưng có thể sẽ phải tự trang trải các chi phí xét nghiệm và điều trị COVID-19 dựa trên bảo hiểm y tế cá nhân. Việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến một số quyền lợi của người dân Mỹ, gia tăng sức ép đối với những người có bảo hiểm ở mức thấp hoặc là không có bảo hiểm. Giới chuyên gia y tế Trung Quốc cho hay các biến thể phụ XBB của Omicron đang là những biến thể chủ đạo gây bệnh COVID-19 tại nước này và hiện không có sự thay đổi lớn nào đối với khả năng gây bệnh của những biến thể nêu trên. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc, tỷ lệ nhiễm biến thể phụ XBB tại Trung Quốc đã tăng từ 0,2% vào giữa tháng 2 lên 74,4% vào cuối tháng trước. Trong số các ca nhập cảnh, có tới 97,5% số ca ghi nhận vào cuối tháng 4 là nhiễm biến thể phụ XBB. Hiện Trung Quốc đã thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện và địa điểm quan trọng, các phòng khám, khu xử lý nước thải đô thị, đồng thời khuyến nghị người dân cần duy trì thói quen vệ sinh và ứng phó thận trọng với tình hình dịch bệnh. Giới chức y tế Trung Quốc cảnh báo, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch COVID-19, song virus SARS-CoV-2 gây bệnh vẫn có hại và Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi cũng như tăng cường tiêm chủng cho các đối tượng có nguy cơ cao. Ngân hàng Trung ương Indonesia và Ngân hàng Trung ương Malaysia đã chính thức công bố liên kết thanh toán xuyên biên giới bằng mã phản hồi nhanh QR sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm từ ngày 27 tháng 1 năm 2022. Điều này cho phép người dân hai nước thực hiện thanh toán bán lẻ theo thời gian thực bằng cách quét mã QR tiêu chuẩn Indonesia hoặc mã QR Do It Now tại các cửa hàng vật lý hoặc các gian hàng trực tuyến, sử dụng dịch vụ do các tổ chức tài chính tham gia cung cấp. Theo các quan chức của hai nước, thì liên kết thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR là bằng chứng cụ thể về sự tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kết nối thanh toán khu vực, giúp thúc đẩy các giao dịch xuyên biên giới nhanh hơn, rẻ hơn, minh bạch hơn và bao trùm hơn, đặc biệt là vì lợi ích của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, đây cũng là chìa khóa để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số. Thưa quý vị, nhắc tới nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản thì không thể bỏ qua nghệ thuật sân khấu kịch với lịch sử lâu đời. Bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật diễn xuất, múa và âm nhạc thì kịch Kabuki là môn nghệ thuật hết sức độc đáo và hiện được công nhận là một trong những loại hình kịch nghệ truyền thống vĩ đại của thế giới. Mới đây, lần đầu tiên một cậu bé mang hai quốc tịch Nhật Bản và Pháp đã được công nhận là diễn viên Kabuki Nhật Bản. Và xin mời quý vị cùng với chúng tôi gặp gỡ tài năng lý này trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Buổi biểu diễn vừa diễn ra ngày 1 tháng 5 đánh dấu việc Maholo chính thức bước vào thế giới Kabuki với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp với việc sử dụng nghệ danh mới của mình là Maholo Onoe. Đây là lần đầu tiên một người mang hai quốc tịch chính thức trở thành diễn viên Kabuki Nhật Bản. Cháu đóng vai trò diễn viên chính và xuất hiện liên tục trên sân khấu và cháu thấy vui ạ. Cháu muốn thêm nhiều người hiểu về loại hình nghệ thuật kịch cổ điển này. Cậu bé Maholo bắt đầu quan tâm đến Kabuki từ khi còn rất nhỏ và bắt đầu học sân khấu truyền thống Nhật Bản với ông của mình khi mới 3 tuổi. Cùng với thời gian, niềm đam mê Kabuki của Maholo ngày càng mãnh liệt. Cháu phải chắc chắn rằng vũ đạo hay các bước đi không được sai và không được quên bất kỳ đường quyền nào khi múa kiếm. Tại những vở diễn Kabuki, nghệ sĩ nam sẽ đóng vai nam hoặc nữ, kết hợp nhảy múa, kịch với âm nhạc. Các diễn viên, con cháu của các gia đình biểu diễn Kabuki, những người thường bắt đầu được đào tạo từ khi còn nhỏ, sẽ mặc trang phục lộng lẫy, đội tóc giả và trang điểm đậm để biểu diễn.
Kabuki đòi hỏi người diễn viên phải tập luyện từ khi còn nhỏ. Các em sẽ được học và ngấm dần những kỹ năng của kịch cho đến khi nhuần nhuyễn. Sống trong môi trường kịch từ nhỏ sẽ giúp các em quen và nhận thấy sân khấu Kabuki là cuộc sống của mình. Maholo Tarajima là con trai của giám đốc sáng tạo người Pháp Luhon Gnasia và nữ diễn viên Shinobu Tarajima, cháu ngoại của diễn viên Kabuki huyền thoại Kikugoro Onoe, người được chính phủ trao tặng danh hiệu báu vật quốc gia thuộc dòng dõi Onoe nổi tiếng từ thế kỷ 18. Mẹ của cậu từng rất mong muốn trở thành diễn viên Kabuki. Tuy nhiên, thời điểm đó, phụ nữ bị cấm tham gia loại hình kịch này. Nhưng bà cũng không ngờ tới một ngày, ước mơ của mình lại được cậu con trai tiếp nối. Tôi dẫn cháu đến sân khấu kịch Kabuki khi cháu mới 2 tuổi, và từ đó thằng bé mê mẩn với Kabuki cả ngày lẫn đêm. Tôi thực sự rất bất ngờ. Chúng tôi tôn trọng sở thích của cháu. Cho dù cháu có muốn làm tài xế taxi thì chúng tôi cũng ủng hộ. Tôi sẽ dạy con cách lái xe và tôi cũng không muốn kỳ vọng quá cao ở con. Hiện được giới truyền thông yêu ái gọi là hoàng tử bé của Kabuki, Maholo chia sẻ tham vọng biểu diễn Kabuki ở quê hương của cha mình và giới thiệu nhiều người Pháp đến với sân khấu truyền thống Nhật Bản. Sân khấu kịch Kabuki đã được tổ chức ở rất nhiều nơi trên thế giới. Cho tới ngày nay, loại hình nghệ thuật này vẫn rất được ưa chuộng và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.